Xin chào các bạn, đây là bánh đồng xu mà mấy hôm nay ở trên mạng đang rất là sốt. Thì hôm nay mình có mua một cái chỗ quen, thì cái chỗ này trước giờ là mình mua bánh rất là nhiều, thì hôm nay họ bán luôn cái bánh đồng xu này. Thì một cái bánh như vậy là 30.000 đồng, và nó sẽ to như thế này đây. Thấy các bạn thấy không? Đó, gần lại tí. Đó, đúng, đây. Rồi, thì ở bên ngoài nó cũng là bánh bột thôi các bạn. Đó. Ở phía sau thì nó có những cái hình, với lại ở phía trước thì số 10 là hình đồng xu ha. Rồi bây giờ mình sẽ xé ra cho các bạn xem thử bên trong cái bánh đồng xu này nó có cái gì trong này. Ok, bây giờ sẽ chắc chắn là phô mai rồi các bạn. Các bạn thấy không, nó rất là, cái bột của nó đánh làm sao mà nó rất là dẻo như thế này. Đây các bạn, wow, quá đỉnh luôn các bạn. Nó rất là dẻo ha. Đây, cho miếng phô mai banh chành luôn. Các bạn thấy không? Đây, ở bên trong còn một cái lớp gì, lớp gì mình không rõ ha, nhưng để lấy nữa mình ăn xem. Bánh phô mai này đó các bạn, à không, bánh đồng xu này nè. Cái phô mai thì mình cũng thấy bình thường thôi, phô mai kéo sợi. Phô mai thì cảm giác nó không có vị gì cả, nhưng mà được cái là cái lớp trứng nè, nó ngon, nó bù lại. Và cái bánh á, cái bánh thì, cái vỏ bánh thì ngon các bạn. Để làm miếng nữa. Ăn cũng được. Nói chung là ăn cho biết đó các bạn, không phải ăn gì thú vị gì đâu. Đây là mình ăn sáng luôn á. Đây là một cái lớp nhân. Đáng lẽ ra là phô mai nó phải ngon chứ ta, nhưng mà phô mai này không có, không đặc sắc, chỉ được cái hình thức ha. Mà thôi, ăn thử cũng được. Nếu các bạn muốn trải nghiệm thử thì có thể mua ăn thử. Mua cái chỗ nào mà nó làm bánh mà các bạn thường hay ăn á, mà bây giờ nó chuyển sang làm bánh á, bánh đồng xu này nè, thì các bạn nên cũng tùy mỗi người thôi nha. Cái này là mình để ý thôi, có thể những cái chỗ mới làm không có chuyên người ta lại làm ngon do có công thức. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Bữa nào có món nào hot nữa thì mình mua mình ăn, mình cho các bạn xem tiếp.